Đây là bạch tuộc sống. Ui, nó leo lên rồi nè. Chào mọi người nha, mình là Đình Phương. Rất mừng là mọi người đã quay trở lại với video của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở quán ăn gia đình Mộc Thiên ở trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 6, thành phố Bến Tre. Ở chỗ này có rất là nhiều món đặc biệt nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đến tất cả các món ở đây nha. Trước mặt mình bây giờ nha mọi người, đây chính là một dĩa giò heo tộc chiên giòn. Đây là đặc sản của quán Mộc Thiên. Mình đi thử coi nó giòn không nha. Nè mọi người thấy một cái đĩa trước mặt mình nè. Các bạn nghe cái tiếng không? Thế là có giòn không? Ui, mọi người ơi, sau lưng mình có hai cái chùm. Cái này nó giống như là cái nhà gọi là nhà gì ở Tây Nguyên đó. Rồi ở đây không biết bên trong là họ sẽ bày trí như thế nào nha, mọi người đi theo mình nha. Ôi mọi người ơi, ở đây là họ có cái hồ cá để đi nè. Mình không phải là ngồi ngang đâu, mình sẽ phải đi xuống dưới nha. Đi hơi đi bộ lại bước xuống. Ui. Đây là không gian dành cho 6 người. Hiện tại là nồi nước dùng đã sôi. Đây là nồi giấm. Thì đây là phần bạch tuộc sống nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhúng nó vào nồi giấm nha mọi người. Thôi buộc đi nè. Nhớ nha, bắt bằng đồ gấp nha mọi người. Sau lưng mình là không gian dành cho gia đình, đông người luôn. Đây là một màn hình LED cả 100 inch rồi mọi người. Mình thấy là này là hơn 100 inch rồi đó. Rất thích hợp cho... có karaoke nha mọi người. Đây là một nơi rất là thích hợp để mọi người tổ chức tiệc sinh nhật, liên hoan hay là những cái sự kiện quan trọng. Đây là một đĩa sụn gà, mọi người để ý gì không? Để ý gì không? Tóp mỡ giòn và tóp mỡ. Mọi người để ý không? Giòn, chưa, rớt.